Dương Tử được khuyên học tập điều này từ Triệu Lệ Dĩnh để hết phèn. Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều bị chê kém sang, nhưng mỹ nhân họ Triệu hiện tại đã ở đẳng cấp khác. Triệu Lệ Dĩnh mới đây vừa xuất hiện trong một sự kiện livestream trò chuyện tương tác với người hâm mộ. Nữ diễn viên diện váy doan trắng là trang phục may đo cao cấp của một thương hiệu xa xỉ. Tuy nhiên điều khiến cô ăn điểm nhất là kiểu tóc ngắn, gợn sóng nhẹ, vừa dịu dàng vừa trẻ trung và trạng thái tươi tắn đáng yêu. Nhiều cư dân mạng khen ngợi nhan sắc ngày càng lên hương của Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm vài năm trước, dù nàng làm đại sứ của thương hiệu nhãn hàng cao cấp, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị chê quê mùa kém sang. Hiện tại, dù đó gu thời trang hay nhan sắc thần thái của cô ngày càng khác biệt. Có người chỉ ra, dù nó váy áo hay các trang điểm cũng không có được sự thay đổi như vậy. Tất cả là nhờ cô đã thực sự tự tin với bản thân, không cần gồng mình theo một hình ảnh bảo buộc nào đó mà thoải mái là chính mình. Dương Tử nên học tập, nên tự nhiên là bản thân, tự tin là chính mình, thể hiện một cách thoải mái nhất là được, cư dân mạng bình luận. Cũng vừa những lời chê bai tương tự Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử thời gian gần đây liên tục thay đổi phong cách. Tuy vậy, cô lại bị chính người hâm mộ của mình chê không phù hợp với những phong cách ấy, dù là trang phục hay kiểu tóc cách trang điểm. Người hâm mộ của Dương Tử thậm chí đã chỉ trích gay gắt Stanis hợp tác với mỹ nhân Trường Tương Tư, cho rằng phía đối tác làm việc không có tâm, luôn đưa ra những lựa chọn đơn điệu qua loa đối với nữ diễn viên. Ngay sau đó, phía làm việc của Dương Tử đã có phản hồi với fan và đưa ra động thái an ủi là tung bộ ảnh cô mặc trang phục may đo cao cấp lần đầu trong sự kiện. Cư dân mạng nhận định Dương Tử đã đỉnh như Cindy.